Chào cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu mẫu tủ giày đựng giày dép nhựa Đài Loan. Mẫu này là ngang 1m, cao 1m2, sâu 34, để được khoảng 30 đôi giày. Nhựa Đài Loan cao cấp này nó không ẩm mốc, không mối mọt, không mùi hôi và dễ dàng chùi rửa. Màu mà cả nhà đang nhìn thấy đây là màu thun gỗ nâu. Tông màu nâu đang rất được ưa chuộng bởi cái tông màu này nó giúp cho ngôi nhà của mình nó ấm lên và nó gần gũi với tự nhiên mà nó không có đối chọi với những cái màu sắc khác ở trong nhà, giúp cho căn nhà của mình nó được hài hòa. Để giày dép thì mình cũng không có sợ là nó bị dơ bẩn vì nó rất là dễ dàng chùi rửa. Thiết kế, một thiết kế đặc biệt ở đây là nếu như mà cái mẫu mà cả nhà mình đã biết trước đây thì có size nhỏ hơn, đó là size cao 1m. Size cao 1m đó thì nó để được 20 đôi giày. Giá của nó là 1.750.000 đồng. Và đây là mẫu nóc thẳng. Còn nếu như mà chúng ta có cái size lớn hơn là size 1m2, cao 1m2 này để được khoảng 30 đôi giày. Thì với cái mẫu này, cái nóc của nó được thiết kế là nóc bằng 2,5 cm. Thì mình nhìn vào chiếc tủ thì mình thấy nó cao ráo, nó chắc chắn và nhìn nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Mẫu này thì nó đang có giá là 2.250.000 đồng, đang được hỗ trợ giao hàng miễn phí khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quận 9, quận 2, Thủ Đức. Gia đình mình quan tâm có thể liên hệ đến số hotline 0905 102 845. Nhà mình xem màu này là màu nâu nha cả nhà. Nếu nhà mình thích cái gam màu nhạt hơn một chút thì mình có thể lấy cái gam màu kem này đó. Hoặc là ở bên cạnh đây thì mình cũng có các cái kệ đa năng. Đây là kệ đa năng màu kem này đó. Kích thước của nó cũng cao 1m2, ngang của nó là 47 cm, thì nó cũng có 6 tầng. Cái này nó cũng mình có thể để giày dép hoặc là để thú bông đồ chơi cho trẻ con ở nhà cũng được. Đó là gọi là kệ đa năng ở cửa hàng. Ngoài cái tủ giày nhựa Đài Loan này thì mình có nhiều cái sản phẩm khác. Gia đình mình quan tâm đến các cái sản phẩm nội thất làm từ nhựa Đài Loan hoặc thiết kế thi công các cái tủ bếp, tủ quần áo theo yêu cầu thì có thể liên hệ tới số hotline 0905 102 845 để được tư vấn và thiết kế tại nhà. Cửa hàng trưng bày sản phẩm thì tại 17 đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Gia đình mình có thể tới đây để tham khảo rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Đây là tủ giày cao 1m và đây là tủ giày 1m2. Nếu như mà nhìn thoáng qua thì nhà đình mình cũng không có phân biệt được, chỉ biết là nó khác nhau về chiều cao thôi, nhưng mà nó hơn nhà có một chút xíu thôi, nhưng nó có cả cái sức chứa và nó có sự cầu kỳ khác biệt của một cái sản phẩm, nhìn nó khác hơn. Nếu như mà nhà mình, gia đình mình muốn đến xem trực tiếp sản phẩm thì có thể đến số 17 đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để mình tham khảo. Còn đây là mẫu tủ giày ngang 1m, cao 1m2, sâu 34 cm. Giá của nó là 2.250.000 đồng. Liên hệ hotline 0905 102 845 để được tư vấn hỗ trợ giao hàng miễn phí nha cả nhà. Rồi ok. Buổi giới thiệu sản phẩm đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Hẹn gặp lại cả nhà trong buổi giới thiệu tiếp theo. Ngắn rồi.
quên cái này chưa kết thúc.